Hi, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với Hoa Lan 25. Dạ, một thời gian cũng tuần lễ rồi thì Lâm không có lên clip nào mới, tại vì Lâm đang dành thời gian để bảo dưỡng cái vườn các anh chị. Thì đồng thời gian đó, cùng thời gian đó bảo dưỡng thì Lâm sẽ lựa cho anh chị một số chậu còn trong vườn của Lâm. Đây là các la gia này, hàng hiếm lắm. Thì Lâm dưỡng cái nó bây giờ nó đã ra bông rồi các anh chị, đã ra bông với lại một số cây đang có nụ rất là đẹp luôn. Hoa này rất là đẹp, chị nhìn là thấy đã liền, màu rất là đỏ nha, đỏ tươi luôn nè. Đó, đỏ tươi ở trong thì nó lại vàng rất là nổi bật các anh chị nhìn ha. Đó, rất là đẹp luôn. Này là Brassavola Whynot. Why not? Cái tên nó là why not. Why not tiếng Anh có nghĩa là tại sao không. Thì cái combo này có nghĩa là tại sao chúng ta lại không mua cái combo này các anh chị. Đó, này là Brassavola Why not ha. Thì mặt hoa thì có thể tên Lâm sẽ để trên màn hình. Này có hoa sẵn thì Lâm sẽ cho các anh chị xem hoa trực tiếp luôn nha. Đó, còn cái này là CMY này. Cây cũng có mèo rất là nhiều các anh chị. Này CMY này các anh chị mấy cái chậu này nó rất là lầm ha, nên về các anh chị đừng trồng vô chậu nhỏ. Này giá thể này cũng còn mới, nếu các anh chị không có thời gian thì mình có thể chơi để như thế này thêm một thời gian nữa. Còn các anh chị nếu mà có thời gian thì về nhà mình có thể vô chậu to như thế này. Chậu này chậu bí nè, rất là dễ thương luôn. Chậu này các anh chị nhà có chậu này chậu phi 25 lần nha. Nó mình bỏ vô là các anh chị là thấy cái chậu nó còn nhỏ xíu à, tại vì cái bụi này rất là lùm luôn. Nè, lúc trước Lâm trồng CMY nè. Tức là lá nào nó cũng có mèo, có bông hết ráo nè các anh chị, thấy chưa? Nó rất là xiên hoa luôn. Màu trắng, lưỡi nó, cái viền nó hồng hồng, rất là lạ luôn. Mà đặc biệt cái hoa này thơm với lại cái hoa nó to bằng cái tô luôn các anh chị. Rất là to luôn. Hoa này, lá này nó bự nè. Nó bự với lại cái lá này á, đặc tính của nó là nó xòe ra nè các anh chị. Nó xòe ra, nó hứng ánh nắng nhiều á. Nên nó rất là dễ hoa. Còn cái loại nào á, mà lá nó đứng lên á, thì anh chị nó vuốt lên á, thì các anh chị treo ở nơi có ánh sáng nhiều chút xíu nè. Cái chậu này Lâm treo chung với mấy loại kia, tại mấy loại kia nó cứ vuốt cái lá nó đứng lên á thì nó sẽ hứng ánh sáng ít, nên Lâm treo ở ngoài chỗ ánh sáng nhiều đó, nên cái chậu này cái lá nó màu nó lợt hơn nè, thấy chưa? Tại vì á, nó hứng ánh sáng nhiều nên nó chuyển sang nó cứng, cái lá nó vàng đó. Còn cái này các anh chị có thể treo trong chỗ mát hơn chút xíu cũng được ha. CMY này nè. Đó, tùy theo cái đặc tính của cái lá mà mình biết mình canh cái ánh sáng các anh chị, chứ không phải đơn giản đâu ha. Tại vì nhiều anh chị trồng khoảng, các anh chị cứ nói trồng khoảng từ lúc chơi cát tới giờ cả chục năm chưa có ra hoa luôn. Đó là các anh chị có thể ở dưới này ha. Cái biện pháp thứ nhất là dưới này mình tách âm. Tách âm là lấy cái dao rọc giấy mình tách ở dưới này cho nó tức ha, nó tức nó ra hoa luôn á. Hoặc là mình kết hoa hàng năm 60-15. Đó, cái bịch kết phân hóa mầm hoa của Lâm á, bây giờ Lâm cũng có chia sẻ cho các anh chị bịch nửa ký á ha. Đó, còn cái này là why not ha, cái này là CMY. Thì Lâm hiện tại Lâm có lựa ra cho các anh chị những cái chậu mà đang nụ, đang hoa nè. Này nó rất là dễ hoa nha, rất là dễ hoa. Chậu này có lưỡi mèo, Lâm có lưỡi mèo luôn nè. Đó, hầu như là nhánh nào nó cũng có lưỡi mèo hết các anh chị. CMY nè ha, một combo, hai combo nè, ba combo nè. Ồ, cái dưới này nó có hoa nè các anh chị, sao mà trên này nó có nụ nữa. Ba combo, bốn combo, năm, sáu, bảy, tám combo ha. Cái này thì nụ ngắn ở trong này, nó Lâm đã lựa cho các anh chị hết rồi ha, tám combo thôi. Đó, cái này Lâm sẽ bán giá ưu đãi cho các anh chị nha, ưu đãi. Thường là cái chậu này trên thị trường giá rất là cao. Người ta để vô chậu to chút xíu thì có thể bán từ 250 đến 350. Đó, giá rất là cao luôn, tại bụi nó lầm á, thời gian chăm sóc rất là lâu mới được bụi lầm như thế này. Nhưng mà Lâm bán cho các anh chị combo hôm nay rất là rẻ luôn ha, 290.000 thôi. Đó, về cho các anh chị chơi. Mấy cái này chơi nè, chơi Tết luôn á các anh chị ha. CMY thì chắc không kịp Tết đâu, qua Tết. Mà CMY này cũng rất là xuyên hoa, hoa bằng cái tô luôn. Màu trắng, lưỡi hồng hồng rất là đẹp. Xuất hiện trên màn hình các anh chị đang xem chính là mặt hoa. Về các anh chị thay vô chậu phi 25 trở lên cho Lâm nha. Tại vì nó đẻ mốt, nó lùm lắm, nó bự lắm. Nè, như cái chậu của Lâm nè,
chậu này phi 25 mà giờ nó chặt rồi. Đó là lúc trước có máy tép hẳn, giờ nó đi hai hướng ra. Mấy cái này toàn đi nhiều hướng không ạ các anh chị. Đó ha, là một combo của mình là 290.000, rất là rẻ luôn. Đồng thời Lâm sẽ miễn phí ship cho các anh chị, đó, lì xì cuối năm cho các anh chị luôn nha. Tại vì Lâm cũng sắp ngưng nghỉ Tết rồi, nên các anh chị nào có nhu cầu thì đặt nhanh nhanh ha. Tại vì thời gian này Lâm sẽ không xuất Denro nữa. Tại vì Denro thời gian này nếu mà vận chuyển thì một số chỗ nó cũng hơi chậm. Tại vì hàng hóa gần Tết mua sắm, shopping, quần áo, giày dép rất là nhiều luôn. Đó, nên Lâm chọn cái cát la da này để ship đi cho các anh chị. Tại vì cái cát la da này nó rất là lì luôn, nó không sợ bị úng, nó không sợ bị khô nè. Cái giá thể của nó cứng ngắc luôn các anh chị, nó rất là cứng. Nên cái này á, lúc trước Lâm bị bơm hàng các anh chị. Bơm hàng là mình giao hàng tới nơi cái người ta không có bắt máy á, buộc phải chuyển hàng về. Là tuốt ở ngoài đâu, ngoài Bắc á, Hà Nội, tuốt ngoài Hà Nội rất là xa luôn. Nên chuyển hàng về là cũng gần 10 ngày, nhưng mà cây nó vẫn trơ trơ các anh chị, không có vấn đề gì hết luôn. Đặc biệt cái này nó cũng không có sốc thời tiết nữa, lạnh không sợ nè, nóng không sợ nè. Đó, nên nó rất là dễ chăm. Đó, các anh chị miền Bắc mua Lâm rất là nhiều luôn, rất là dễ hoa, dễ chăm ha. Rồi cái combo của mình á, cái Y nó thì đang có nụ và hoa ha. Còn cái Siam Y thì đang có một số chậu đang có lưỡi mè thôi nha các anh chị nha. Rồi các anh chị nào đặt hàng có liên hệ với Lâm thiệt là nhanh nè, qua số điện thoại là 0978 813282 nha các anh chị nha. Combo của mình các anh chị cứ nói là combo Y Knot với lại CMY, combo Y Knot CMY ha. Tại vì lúc thời gian trước Lâm cũng có đăng một số combo cũng 290 thì Lâm sợ các anh chị nhầm lẫn với những combo đó ha. Cứ nói tên là Y Knot CMY, Y Knot CMY. Lâm sẽ để cái tên trong màn hình, rồi các anh chị đọc theo cái tên đó. Tại vì một số cô chú và anh chị thì mình cũng không có rành cái tiếng Anh, mình đọc nó cũng hơi khó đó, nên Lâm sẽ đọc trước nè. Why not CMY, why not CMY, why not là có nghĩa là tại sao không, why not tại sao không, tại sao không mua cái combo này, đúng không các anh chị? Nó giá rất là rẻ, về các anh chị sưu tầm ha. Tại vì mặt hoa cái này là mặt hoa Lâm chưa thấy trên thị trường. Đó, bây giờ ở vườn Lâm nó đã nở ra rồi, chững hoa rồi, thì Lâm đã xuất đi cho các anh chị ha. Rồi, Why Not CMY 290.000, bao ship toàn quốc cho các anh chị luôn. Nhanh tay sở hữu 8 combo này nha các anh chị nha. Rồi, các anh chị nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, tại vì sắp tới Lâm sẽ có rất là nhiều combo khác nữa cho các anh chị. Hàng siêu tầm không các anh chị ha. Rồi, Hoa Lan Thanh Lâm xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.